Cái loa kéo này nó bị cái lỗi là xôi réo các bạn ạ. Mình bật thử cho chúng ta tham khảo nhé. Mình bật rồi đấy. Chúng ta nghe nhá, nó có tiếng kêu sẹt sẹt rất to nhá. Thì khách nói ấy, thì là đầu tiên thì là nó kêu bé, bây giờ nó kêu rất là to. Nhưng mình vặn cái volume này này về không thì nó không réo nữa, nhưng mà là phần công suất ok mà liên quan đến phần tín hiệu thôi. Mình cho to lên này, nó cứ sột 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 này nhá. Thì cái nguyên nhân bị như này ấy, là mình khẳng định đó là bọn chiết áp này đang có vấn đề. Mình chưa biết là cái chiết áp nào, cái chiết áp nó đang hỏng dẫn tới là nó phần xử lý tín hiệu đang bị lỗi sinh ra bị như này mọi người ạ. Thì mình có thể cho chúng ta tham khảo này, đây là volume gì đó mình vặn về không rồi, về không rồi, về không hết rồi, delay cũng không hết này, cũng về không hết rồi, nhưng mà đều réo nhá. Nhưng mà để chúng ta để ý nha, đây là bát chét này, mình vặn cái chét lên hết cỡ thì lại không réo to nữa, mình giảm cái này réo to. Mình vặn cái này lên thì nó kêu sột sột to hơn. Đó, như vậy là mình sẽ đánh vào hai cái chiết áp này. Là một là chiết áp nó đang bị có vấn đề đấy, nên nó sẽ thế nhá. Mình cũng chả hiểu thợ khách đã đem đi thợ ở đâu rồi, chỉ lắp mỗi hai cái loạt hai cái ốc chéo này, còn những cái ốc khác chả thấy đâu các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tháo nó ra để xem nó lỗi gì, lỗi thực tế nó là cái gì nhá. Đó, bên trong của nó đấy các bạn ạ. Lò check này, lò bát rất to luôn. À, bo bên kia là bo mic không dây đấy, này kiểu gì nó có kèm theo cả hai cái mic mà. Và đằng trước có cái đọc volume các thứ ấy, thì chúng ta nhìn cái bo này nhá. Đây là cái bo nguồn sung 220 vào sẽ cấp nguồn cho nó chạy cũng như là sạc vào bình, mới nó có cái bình to bự ở dưới. Còn đây là cái vỉ của nó, mình sẽ phải tháo vỉ này ra để mình xử lý này. Thì có cái tản nhiệt này nó là con công suất nhá. Còn khuếch đại âm thanh này phải đi ra loa này này. Rồi một vài con IC khuếch đại thuật toán bật 8 chân bé xíu nữa để nó sẽ xử lý tín hiệu âm thanh ấy. Tín hiệu mic hay tín hiệu âm thanh đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tháo ra để mình đánh vào mấy con chiết áp. Rút hết những cái này ra thì bắt đầu chúng ta sẽ tháo những con ốc này ra nhé. Và chúng ta sẽ lôi được cái cột này ra này. Và hai cái chiết áp mình quan tâm đó là chiết áp bát check này. Bây giờ mình sẽ tháo ra mình kiểm tra đầu tiên. Cái sắt này là bọc nhiễu đấy các bạn ạ, dây sắt này này. Chống ù ấy. Này nó là mạch in hai mặt nên nó hút ok, không vấn đề gì. Đó, mình sẽ đo thử hai con này nhá. Nó là 50k đấy. Chúng ta có thể mua chúng ta thay ok, nhưng mình đang bắt bệnh nên phải kiểm tra xem có đúng là nó lỗi không. Để đồng hồ thang đo nhân 10 đi, thang đo nhân 1 đi thì nó sẽ ở 50 nhá. Bóng mọi người không nhìn được cái đồng hồ. Trời đang nắng to. Đấy nhá, nó là 50, mình đo ở dưới đây là 50 này. Đấy, ok 50 nhá, và mình sẽ vặn thử nhá.
tiếp xúc tốt, nhưng mà tại sao lại nó lại réo? Không sao cả. Như vậy là chiếc áp ok nhá, chả nhẽ lại tín hiệu qua khuếch đại có vấn à qua bộ mấy con IC tiền khuếch đại có vấn đề. Tín hiệu từ đó này, sau đó sẽ đi đến con khuếch đại, con tiền khuếch đại này, 4558 các thứ ấy, thì nó xảy ra lỗi chẳng hạn nhá mọi người nhá. Để mình tìm lại xem nó lỗi gì vô lý nhỉ. Và nó kêu sẹt sẹt thế, cuối cùng này không kêu nữa. Cuối cùng đo này vẫn ok. Mình đã lắp lại hai con VR sau khi mình kiểm tra thấy nó ok, nó không sao, và mình test thử cho chúng ta nhé. Mình bật này. Đấy. Nó réo rất to các bạn nhé. Rồi mình để chạm căn nhiễu này. Tay mình căn nhiễu ấy. Cái này tần số cao bởi vì nó là check mà. Cái này tần số trầm này. Vậy mà các bạn để ý nhá, mình vặn nhá. Đó, nó có cái sạt sạt nhá. Tiếp tục này, con check này. Con to check lại hết. Ờ. Thì như vậy là chúng ta sẽ hiểu ấy là khi con VR vặn hai con này vặn ấy là nó sẽ đưa tới một cái cổng khuếch đại thuật toán của con LM con 4558 để nó khuếch đại, thì mình sẽ dò hai cái đường tín hiệu từ cái chân giữa của hai con này này cho nó về đến con 4558 nào, rồi mình sẽ thay thử con đấy mọi người nhé. Mình đang nghi ngờ là cái con IC đấy nó đang bị lỗi mà. Đấy, chỉ vặn này nó bị thôi. Còn những vặn những cái khác này, mình đang vặn những cái khác này, cao thấp này. Không hề có cái nào bị cả, chỉ mỗi bát check thôi. Đó, có sự sai khác nhá. Đó, khách bảo nghe vẫn nghe bình thường nhưng mà nó bị réo và réo to quá mới đi sửa mà. Trước nó réo bé, bây giờ réo to. Rồi, bây giờ mình sẽ dò xem cho mọi người kết quả xem nó là con 4558 nào nhá. Trên mạch nó có hai con 4558, một con đây và con đây. Mình lười, mình chả dò, mình thay thử từng con một xem thế nào. 4558 mình sẽ tháo ở trên những cái bo đầu DVD ngày xưa này, nó có vài con nhé. Thì mình tháo cái con này ra nhé, và chúng ta sẽ để ý mình bật này. Mình rút điện, rút cái ắc quy ra cho an toàn nên bật nó không lên. Mình cắm lại nhé. Mình bật này. Nó không réo nữa và tiếng nói rất bé. Đó, nó đi qua bộ khuếch đại đấy mà. Nên tóm lại là bây giờ mình sẽ hàn con mới vào xem thế nào nhá. Rút cái này ra cho nó bị chập cháy. Nó vướng quá mọi người ạ. Mọi người nghe thôi nhá, mình bật thử nhá. Xem nó có được không hay là bị chỗ khác. Cắm pin vào này, ắc quy vào này. Vẫn réo. Sau khi mình thay con 4558 ở đây mà vẫn không được ấy, thì bắt đầu mình dò theo đường tín hiệu. Thì mình có thể nói qua cho mọi người ấy, mọi cái tín hiệu mic này, rồi tín hiệu mic không dây hay mic có dây, rồi tất cả USB, đọc USB, thẻ nhớ ấy, thì bắt đầu nó sẽ đi xuống dưới này và nó sẽ ê cho cái thứ nữa, nó sẽ đi tới cái bát check này là cái bát check chỉnh của tất cả, chỉnh nhạc hay chỉnh mic viết các thứ nó đều là bát check của nó hết, một bát check tổng. Thì cái bát check này sau khi chỉnh xong ấy, nó đi qua check này, đi qua bát này, nó sẽ đi tới cái chân giữa này.
cái chân giữa này nó sẽ lên cái volume đằng trước, cái chiết áp đằng trước. Cái chiết áp đằng trước vặn lại thì nó sẽ dính từ điểm này sang điểm này, và cái chân này là cái chân nó sẽ đi vào mạch công suất, và đây là chân GND. Tóm lại đây chính là cái, tóm lại sau khi tín hiệu, sau khi xử lý tất cả mọi thứ ấy, sẽ đi qua cái mạch bát check này, hai cái chiết áp bát check này, sau đó nó mới đến chân giữa này, sau đó là chân giữa đi lên trên kia, sau con chân kia sẽ cái viết volume trước ấy, nó sẽ vặn và nó sẽ đi xuống cái chân này và đi mạch công suất. Thì giả sử như chúng ta vặn mà cái chân này mà nó dập về không ấy, về mát ấy, thì nó không kêu thì không có tiếng réo, nhưng mình vặn lên là réo, và chúng ta sẽ thấy mình vặn bát check ở đây thì nó có réo nhá, và mình đã tìm ra lỗi nó là như thế này đây. Đo VR ok, nhưng mà VR đang dò ra vỏ nhá mọi người nhá. Mình bật này cho chúng ta tham khảo này. Mình đang tách cái vỏ ra này. Mình đang tách cái hai cái vỏ của cái bát check này không dính vào cái GND toàn mạch. Đây là GND toàn mạch nhá. Nó dính hết như này này. Thì chúng ta sẽ thấy không có réo gì cả. Mình chưa hàn đâu, mình cắm rồi, mình vặn này, mình đặt tay vào nhá. Nó có cái réo nhá. Mình vặn hết cỡ này. Mình giảm hết cỡ này, giảm hết cỡ nó réo kinh lắm. Đó, cũng không hề réo gì nhá. Tiếp theo con này này. Cũng thế nhá. Và đây mình cho tín hiệu vào cũng ok, cũng không có réo hết gì nữa cả. Mình dùng USB mình cắm thử đây. Cắm cho nó đọc USB. U bản mô thị. Đấy, nó đóng dọc rất tốt, không gì cả nhé. Đây này, mình cho to lên này. Đoạn đường ngày hôm nay. Đấy, rất ok nhé. Mình không mở nhiều thì nó đánh bản quyền ở nhạc, nên mình chúng ta sẽ test thì nó sẽ như thế nhá. Nhưng này, mọi người này, mình hiện tại đang để volume to hết cỡ đây nhá. Volume trước ấy, không có tiếng réo gì cả nhá. Và chúng ta sẽ để ý này, mình sẽ can thiệp bằng cách là mình sẽ chập cái mát này, cái mát toàn mạch này này, vào cái vỏ của một trong hai cái nhá. Cái vỏ này này, chúng ta để ý nhá. Cái này thì không bị dò nhiều, không sao này. Nhưng con check này chúng ta sẽ để ý này. Réo như trước luôn. Thì như vậy là chúng ta sẽ hiểu là như này này, là con chiết áp này nó đang bị lỗi ấy. Là đáng lẽ là cái phíp của nó được không được chạm ra cái vỏ này. Vỏ này chỉ bọc nhiễu nó, nhưng hiện tại là cái bên trong thôi, để mình tắt đã. Là cái tóm lại ba cái đường tín hiệu này này, là nó không được phép chạm ra vỏ này. Vỏ này chỉ bọc nhiễu, nhưng mà do để lâu ấy, nó ẩm thấp ấy, dẫn tới ba đường tín hiệu này đã chạm ra vỏ. Và dẫn tới là cái xung nhiễu ở vỏ nhá, mình đính chính là xung nhiễu của vỏ nó lại đi vào đường tín hiệu, dẫn tới nó bị réo như thế đấy mọi người nhá. Chính là cái nguyên nhân như thế. Mặc dù là mình đo và độ lợi rất cao, mình đo thang đo 10K mà không thấy độ dò gì cả. Nên bây giờ mình sẽ thay chiếc áp khác thôi. Chiếc áp đơn này hiện tại đúng chiếc áp đơn 50K mình không có, tí nữa mình sẽ thay bằng chiếc áp kép đi. Mình đo cái độ dò này, chúng ta để mình để đang thang đo 10K nhá, và nó đang ở đây nhá, mình đo độ dò này. Độ dò ra vỏ ấy, chúng ta sẽ để ý này. Đo nó thấy có độ dò luôn, thế thì đúng là lỗi luôn các bạn ạ. Kim nó lên kịch luôn này mọi người này, thế này thì phát hiện ra độ dò luôn rồi. Nó không được phép như này đâu nhá mọi người nhá. Như này là đang bị dò ra vỏ. Chính cái sự dò ra vỏ này dẫn tới là cái đường tín hiệu nó bị trôi ra vỏ, cái xung nhiễu của vỏ nó đưa ngược lại nên bị như thế. Như vậy là qua video này mọi người sẽ kiểm tra chiết áp ấy, là đôi khi không phải là chỉ kiểm tra vặn lên nó có tiếp xúc hay không, mà nó còn dò ra vỏ hay không mọi người ạ. Đấy, con này không bị này, các bạn thấy chưa? Con check thì nó bị nặng hơn, con check nó bị nặng hơn nên xảy ra bị như thế đấy. Giò này này mọi người thấy chưa, ban đấy nhá mọi người nhá. Vừa nãy đo cái lội trở của nó ok không sao, nên mình cũng tra mấy rồi nhớt vào, nhưng mà nó ấy là do cái chân này này nó đã chạm ra cái viền bên ngoài này. Do nó ẩm thấp chạm bên ngoài ấy. Bây giờ mình thử dùng xăng mình đánh sạch, không mình đo xem nó có hết không nhá, để cho mọi người tự sửa xem có được không nhá. Mình dùng xăng mình đánh sạch cái đi, xong mình sấy khô đi, thử cả hai con này luôn. Hoặc là nếu mà chúng ta có thì chúng ta xay sẵn nhá. Mình cũng có sẵn, nhưng mà toàn chiếc áp 50K kép thôi. Đây này. Thì thực ra thay cái chiếc áp này thì vào thì vẫn ok thôi. Chẳng qua là thừa phía đằng sau thôi mọi người nhá. Đây này. Chiếc áp kép này thì mình nắp coi như thừa phía đằng sau thôi. Và cạy bỏ đây đi luôn cũng được các bạn ạ. Nhưng mà mình thử sửa nhá. Đây chúng ta sẽ lấy cái chiếc áp mới này. Nó sẽ không có độ dò. Đó, không hề có độ dò gì các bạn nhé. Dò nó sẽ lên như này như vừa nãy mà. Cái chiết áp của check, cái chập lặng bỏ
Còn cái chiết áp bát thì mình có dùng xăng như mình nói rồi, mình vệ sinh và mình tra nhớt lại. Thì ở đây chúng ta sẽ để ý này, con này thì nó cũng không bị giò, nhưng mà lúc vặn có lúc thì nó bị giò nên nó kêu sột sột một tí thôi, nhưng mà mình đã vệ sinh thế thì đã hết rồi nhá, không thấy chạm ra vỏ nữa này, đó không chạm ra vỏ tí nào nữa cả, ok nhá. Còn có chiết áp ấy này thì mình lắp ở đây, đây chúng ta sẽ thấy này, cái phíp này này, cái lớp bột than này và cái này là nó đã bị chạm ra cái vỏ sắt đấy mọi người ạ. Cái này mình bỏ nó đi để mình chỉ dùng ba chân này, nó chiết áp kép mà, chiết áp kép là hai chiết áp đơn thôi các bạn nhé. Mình bỏ một cái đi cũng được, không sao cả. Tăng độ bền này để cho mấy dầu nhớt vào đây, dù là chiết áp mới đấy. Đó, bây giờ mình sẽ lắp vào, chúng ta sẽ tham khảo cho nó hết tiêu nhá. Mình đã thay này và cũng hàn bọc nhiễu nhá. Và chúng ta sẽ tham khảo nhá. Mình bật này. Đang để mắc volume đằng trước đấy. Hai cái này cũng đang mắc này. Cái chiết áp vừa nãy là vặn nhỏ là nó kêu đấy, bây giờ nó không còn tiếng kêu gì nữa nhá. Không hề tiếng réo gì nữa cả. Mình cắm USB vào này. Quê bên hàng cây, chúng ta tay trong tay, cứ xa. Nói chung là ok nhá. Nguyên nhân cuối cùng, đầu tiên mình trước khi mình làm video mình cũng nghĩ là do chiết áp lỗi, nhưng mà đo thì ok nên mình lại phân vân, nên là mình cuối cùng lại bỏ thời gian ra thay con 4558, nhưng không phải, mà nguyên nhân là do chiết áp hỏng theo kiểu là bị giò ra vỏ nên khởi xảy ra cái ban này nhá các bạn nhá. Còn mình sẽ kết thúc video này ở đây nhá, mình sẽ đóng lắp lại nó sau vì đã tìm ra ban rồi. Chào tất cả các bạn.